Ngoại hạng Anh ấn định lịch xét xử Man City. Ngoại hạng Anh sẽ xét xử 115 cáo buộc gian lận tài chính của Man City vào cuối năm 2024 và dự kiến ra phán quyết vào hè 2025. Phiên tòa được cho là lịch sử của bóng đá thế giới sẽ diễn ra vào cuối năm sau. Theo Daily Mail, thỏa thuận được thống nhất giữa ngoại hạng Anh và Man City. Họ sẽ đối chất trước một ủy ban độc lập. Nếu quá trình tố tụng diễn ra đúng dự kiến, phán quyết cuối cùng nhiều khả năng được đưa ra vào hè 2025. Man City bị ngoại hạng Anh cáo buộc vi phạm 115 lần luật công bằng tài chính FFP hồi tháng 2 sau khi mở cuộc điều tra vào năm 2018. Trong suốt quá trình sự việc diễn ra, cả ban tổ chức giải đấu lẫn đội chủ sân Etihad đều kín tiếng và từ chối bình luận khi được hỏi thông tin. Những người có thông tin về vụ việc tin rằng kết luận đầu tiên sẽ được đưa ra vào cuối mùa giải năm sau. Đây cũng là thời điểm hợp đồng hiện tại của huấn luyện viên Pep Guardiola với Man City chuẩn bị kết thúc. Hiện tại, bộ phận điều tra đang lấy lời khai các nhân chứng và quá trình này sẽ kéo dài đến mùa xuân năm sau. Nếu bị trì hoãn, vụ kiện có thể kéo dài hơn 2 năm nữa. Trong trường hợp một trong hai bên không hài lòng với phán quyết cuối cùng, họ có thể kháng cáo. Man City có nhiều cách để thoát khỏi cáo buộc này, nhưng họ sẽ không thể kháng cáo lên tòa trọng tài tối cao như khi thoát khỏi lệnh trừng phạt tại Champions League do UEFA đưa ra. Đội chủ sân Etihad bị buộc tội vi phạm FFP qua 14 mùa giải, kể từ 2009-2010. Các cáo buộc bao gồm vi phạm báo cáo tài chính và thiếu hợp tác với quá trình điều tra của ngoại hạng Anh. Man City phủ nhận đã làm sai bất kỳ điều gì. Everton bị buộc tội phạm luật công bằng tài chính hồi tháng 3, một tháng sau Man City. Đầu tháng này, họ bị trừ 10 điểm và đã đệ đơn kháng cáo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.